자자. 아, 까꿍! 오 마이 갓! 아, 됐고. Đương nhiên là mình muốn là cái chuyện Jun Sung là sẽ hẹn hò xưng hô nó đến càng nhanh càng tốt ấy. Tuy nhiên thì mình nghĩ là chắc nó sẽ không đến nhanh thế đâu, đúng không? Tại vì tập trước nó có nói Jun Sung nó có nói một câu về xưng hô là ngày mai chúng ta nhất định sẽ hẹn hò nhé. Thì ok, nhưng mà chắc lại là nó cái chuyện đấy nó không thể nào mà bé quyết định, đúng không? Chúng ta phải phụ thuộc vào cái gọi là luật của cái luật hẹn hò, bắt cặp hẹn hò của cái ngày hôm đó ấy. Thì ok, chúng ta sẽ xem nhá, let's go. Hello Sanu ấy, phong cách rất là game thủ, tức là nó không game thủ, ý mình đây không phải là nó kiểu như là nó là một cái từ nó tiêu cực gì cả. Game thủ như kiểu là nó biết cách chơi game ấy, kiểu vậy. Nó biết cách kiểu cái hiện tượng ấy, kiểu thế, đúng không? Thề luôn, nó rất là, bây giờ để bảo là mình sẽ nhớ ai nhất, tức là mình không phải là mình thích Sanu nhất, nhưng mà để mà nhớ nhất thì chính là Sanu. Nó mẹ kiểu chơi vác cái đái không. Nó được ba đứa chọn, nếu chọn ba đứa nó chọn được khác. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng mà đúng không, không biết là nó có thể là nó có quyền đó, nó không thích ba người đó thôi, nó thích kiểu yeah. Cảm ơn ba cậu, cảm ơn bông hoa của cậu nhá, gấu bông của cậu nhá, và cái iPad của cậu nhá, mình nhận rồi, các cậu về đi. Ok, để mình có thời gian trang điểm để mình đi chơi với Hưng Jin hả? Hưng Jun hả? Ok. Amazing. Chúng ta mai có ai hẹn hò đây? Yes. Không hề. Nói chung là hẹn hò với từng người không vấn đề gì, đúng không? Đó, như kiểu là ý là game thủ như vậy đó, tức là kiểu nó sẽ không có kiểu quá bình thường ấy, nó sẽ kiểu sẽ kiểu không hiểu là cái từ gì, nhưng mà thấy từ game thủ mang tính chất tích cực hợp lý. Nó ok. Và Min Sung ấy, thế mình thấy Min Sung nhá, rất là Min Sung sao nhỉ? Min Sung có một cái không khí rất là mát lành, đúng không? Tức là nó có thể làm bạn ở mọi nhà, nó chọn Min Sung để làm để tâm sự ấy. Sanu chọn Min Sung để tâm sự thấy hợp lý. Thực ra ai chọn Min Sung để tâm sự cũng thấy hợp lý. Tại vì nó kiểu phong cách của Min Sung là phong cách nó dịu mát ấy. Và thêm không chắc là thêm background của Min Sung là chủ hay là trưởng trưởng cái gì thẩm mỹ chỉnh hình gì đấy. Thì ok, phẫu thuật thẩm mỹ thì chốt lại là cái background của bé nó nâng lên trong mắt mình. Nó kiểu sáng. Và cộng thêm với cái không khí mát lành của nó nữa thì mình cảm thấy nó, tức là nó Min Sung thì cái kiểu của nó sẽ không quá là đặc sắc, nó sẽ kiểu trung tính hơn, nó có màu sắc trung tính và rất là phổ biến, tức là ý là kiểu nó phổ biến ý. Kiểu như là nó hợp với tất cả mọi người ý. Bây giờ mình ghép Min Sung với ai cũng thể hợp, kiểu vậy. Nó có màu trung tính ấy. Và kiểu thế nên là khi mà nó đi vào màu sắc của mối quan hệ nào cũng sẽ không làm đổi màu cái mối quan hệ đó ấy, vì nó trung tính kiểu vậy. Không, nhưng mình thấy đúng đấy, kiểu vậy. Nó sẽ nhẹ nhàng, yeah. Nó sẽ là một cái lựa chọn kiểu an toàn, yeah. Nó sẽ là một địa điểm du lịch vui chơi, giải trí, thu hút. Không thu hút nhưng mà nó sẽ an toàn, yeah. Chứ không bao giờ có cái biển kiểu đổ lâu xương sọ xong rồi kiểu cảnh báo vực sâu các bạn. No. 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 I'll eat well. I'm looking at the house. Well, là sao? Tôi sẽ ăn ngon
Và tôi đang nhìn về phía ngôi nhà sau không hiểu. Trời ơi. What? What just happened? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không hiểu. Cái gì? Nói chung là một something của cái gì đấy đó. Nó rất là ok. Hoặc là do phong cách teaser rất là kiểu. Nhưng mà ý là ok, tôi sao tôi ra xem. Gì nhỉ? Okay. Nhưng mà lời nốt đấy là của ai vậy? Hả? Sao mình cảm giác như Sano nó sẽ... Tại vì chúng ta vẫn sẽ tập trung vào ba con người chính ở đây. Thực sự Sang-ho, Jun-sung, San-u và Sung-ho, các mối quan hệ khác thì vẫn đang khá là không mạnh bằng cái tam giác này. Tại vì hôm nay Sung-ho, San-u nó đã tham gia mạnh vào cái couple này ấy, thì couple chính ấy thì kiểu cảm giác như nó sẽ chọn Sung-ho đấy. Tại vì như mình nói đấy, kiểu cái hoạt động của bọn nó vẽ tranh ấy, cảm giác như kiểu là nó rất, khi mà mình chung quá mức ấy, kiểu nhìn vào những cái đặc điểm nó kỹ ấy, trên mặt ấy, cảm giác kiểu nó tạo cảm xúc nó mạnh ấy. Và như thế nào? Tại sao cậu nhìn mình ghê vậy? Vì tao đang vẽ mày đấy. Yeah, tao đang vẽ cái mặt mày ấy. Mày muốn tao vẽ mặt mày nhưng tao nhìn vào cái cột điện đằng kia à? Ok. Ta vẽ mặt mày dài như cái cột điện nhá. Bùi à. What? Ý là tập sau chúng ta sẽ gọi điện. Trời ơi, hóng tập xong lắm nha. Hóng lắm đấy, có thể là mai mình sẽ xem tiếp luôn nhá. Yes.